Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Dự án bất động sản đầu tiên áp dụng công nghệ 4.0 vừa được ra mắt tại lễ ký kết hợp tác chiến lược tại tỉnh Quảng Nam. Dự án Homeland Paradise Village sử dụng hệ thống nước ion và công nghệ điện năng lượng mặt trời cùng những ứng dụng công nghệ hiện đại như Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, hệ thống camera an ninh, dịch vụ đưa đón xe điện nội khu. Cũng trong sự kiện này, Homeland Group cũng đã tổ chức hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dự án nằm trong cái vị trí đặc biệt của Quảng Nam và Đà Nẵng, kề giang cận hải, ôm trọn cái dòng sông Cầu Cò thơ mộng, và đặc biệt là đối diện phía trước của dự án là hai cái sân golf, là một trong 10 sân golf hàng đầu của châu Á. Và nơi đây hứa hẹn sẽ mang lại một cái không gian sống trong lành và đẳng cấp.